Vâng, xin chào các bạn. Trên tay Văn Anh ở đây là cây đàn được mang tên E120, một sản phẩm mới sản xuất năm 2019 của Văn Anh Audio Xê Thăng. Như các bạn vừa nghe Văn Anh biểu diễn thử test đàn một đoạn nhạc thì các bạn thấy được cái tính năng của một cái đàn acoustic, hay còn gọi là đàn acoustic, hay còn gọi là đàn mua đẹp, hay còn gọi là đàn mua đường chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy cái dáng đàn ở đây là một dáng đàn có hình khuyết và dáng thon nhỏ này thì gọi là dáng A. Hay còn một số người khác gọi là dáng này là dáng thùng khuyết chẳng hạn. Thì các bạn nhìn cái dáng này nó thon và size đây là size chuẩn. Thì về nguyên liệu của cái đàn này cũng như những cái đàn khác thì mặt trước đều là làm bằng gỗ thông. Mặt trước là bằng gỗ thông. Và dòng sản phẩm E120 như thuộc loại dòng sản phẩm giá rẻ. Trên các bạn nhìn thấy là mặc dù nó là gỗ thông 100% mặt đàn các bạn nhìn thấy nó trơn mịn. Trơn mịn và vân gỗ thì nó sẽ thưa hơn những cái đàn cao tiền hơn. Vì nó sẽ thưa hơn đàn C200 hay là C150 hay là HD260 chẳng hạn. Nhưng mà vẫn đáp ứng được cái độ mịn màng, không bị sâu mắt các thứ của một cái mặt đàn gỗ thông, phát ra âm thanh hay. Rồi phần đằng sau của cái đàn các bạn nhìn thấy nó có một màu như này, cũng có vân nha. Thì chất liệu của cái E120 được làm bằng gỗ công nghiệp, phần thùng này được làm bằng gỗ công nghiệp, gỗ ép, bởi vì E120 được sản xuất sản phẩm là giá rẻ dành cho những người mới tập đàn, thì cái chất liệu đằng sau nó chưa được là gỗ hồng đào hay là gỗ điệp hay là gỗ cẩm, thì nó chỉ được làm bằng gỗ ván ép, nhưng mà ván ép này là được xử lý công nghiệp rất là tốt, có thể chịu được thời tiết và độ bền của nó tốt. Các bạn nhìn thấy là cái gỗ công nghiệp thì nó lại còn đẹp hơn cả những cái gỗ tự nhiên, bởi vì gỗ công nghiệp thì nó đồng đều, nguyên liệu nó đồng đều, 100% cái mặt gỗ đằng sau này nó đồng đều như nhau. Nó khác với cái gỗ thì tự nhiên thì là không có cái mặt nào là giống mặt nào. Thì các bạn, cái ngoại hình của cây đàn này thì nó khá là đồng đều về cái phần thùng đằng sau. Cần đàn thì được làm gỗ thịt, chỉ có phần thùng này là bằng gỗ công nghiệp thôi, còn lại toàn bộ cây đàn này được làm bằng gỗ thịt. Đây là phần cần đàn. Trên này khóa đàn là khóa dạng trùng ba thường. Khóa này những năm đời ngày xưa thì khóa đàn là cái vấn đề nan giải, hay bị sứt khóa, nhưng mà như khóa đời mới thì không bao giờ có chuyện là ít khi xảy ra là cái hiện tượng là mòn bánh răng hay là bị bung cái tai khóa này. Trên khóa đàn các bạn hoàn toàn yên tâm, dùng 2 năm, 3 năm, 5 năm không vấn đề gì cả. Và Văn Anh Audio Xê Thăng bảo hành cho các bạn là khóa và toàn bộ cái đàn này là bảo hành 2 năm. Còn các bạn quan sát phần, đây là phần ngựa đàn, đây được làm bằng các chốt kim dây ở đây. Và phần lược, đây là phần cái ngựa đàn ở đây thì được làm là vật liệu polymer tổng hợp, nó không phải là vật liệu xương, cho nên là dùng cái này khoảng 1 năm 2 năm các bạn phải thay thế, nó mòn thì mình thay thế thôi, không sao cả. Cứ nới hỏng ra và thay thế, cái đấy là chuyện bình thường. Kể cả những cái ngựa làm bằng xương ấy thì các bạn dùng khoảng độ 1 năm cũng phải lấy cái tháo ngựa xương ra, chuốt và chỉnh nó lại rồi lại chơi tiếp. Và chúng ta nếu mà nó mòn thì phải thay thế, cái bộ phận là phải thay thế là chuyện bình thường. Đó. Ok, bây giờ đối với đàn acoustic ấy, thì thường thường người ta sẽ đánh dòng nhạc như là fingerstyle, phía dưới này gọi là fingerstyle. Khi mình gảy bên này thì đối với acoustic thì gảy bằng cách phương pháp móc, hoặc là gảy bất kỳ kiểu nào cũng được, người ta không quy định cách gảy. Bởi vì đối với acoustic thì cứ gảy như nào là kiểu gì nó cũng ra tiếng. Đấy, gảy như nào nó ra tiếng, người mới tập gảy cũng ra tiếng, mà người đánh giỏi gảy cũng ra tiếng. Và khi quạt này cũng dễ, người mới tập quạt nhà này nó cũng ra tiếng, chỉ cần đổi đúng một âm. Còn đối với đàn classic thì sẽ khó khăn hơn, bởi vì gảy không phải lúc nào cũng nó cũng ra tiếng. Đấy, các bạn cần chú ý khi mà lựa chọn một cái đàn classic hay là acoustic. Đàn acoustic là nó có tính năng là ứng dụng, cho nên là rất là dễ chơi, ai cũng có thể chơi được mà dễ nghe hơn, dễ tập hơn. Còn classic sẽ khó hơn một chút, khó gảy ra tiếng hơn.
và âm thanh của cái acoustic thì nó vang to hơn. Đấy, vang to hơn, các bạn nhìn thấy vang to. Đấy. Thì những bạn nào thích cái sự sôi động, thích sự trẻ trung thì nên dùng cái đàn acoustic. Đấy. Và thỉnh thoảng khi mình đánh giả thì mình sẽ đánh dạng nó tạo ra những cái âm nó lung linh. Đấy là thế mạnh của acoustic. Đấy như này. Đó. Còn khi quạt thì cái phím đàn của acoustic là phím cong. Và cần đàn nó nhỏ và dài, cho nên khi quạt thì mình sẽ quạt lên quạt xuống theo trạng thái tự nhiên của tay, nó vòng vòng như này thì nó sẽ tỷ lệ với phím đàn. Đấy, cho nên là acoustic thì thiết kế với người mới chơi rất là dễ. Đặc biệt là tay bấm đàn này thì mình bấm thế nào cũng được, vòng tay lên bấm này cũng được, cho chắc được bấm. Đây là kiểu cổ điển thì bấm như này để phân tách các nốt nhạc, để vì cổ điển người ta hay đánh tỉa và đánh solo, còn acoustic thì mình hay bấm hợp âm, nên mình sẽ bấm như này. Thậm chí có một số trường hợp là mình sẽ dùng một cái này mình bấm như này, bấm hợp âm. Đó. Đó, đấy. Đó. Và quạt bên này thì nó sẽ quạt cong này rất là dễ quạt, tóm lại cứ quạt lên quạt xuống rất là dễ. Và một đặc điểm nữa các bạn cần chú ý là cái ngựa đàn của đàn acoustic là nó phải làm xiên. Đó, nó phải làm xiên như này, để vì cái dây đàn là dây trên bên trên dây to, rồi dây dưới dây nhỏ, và người ta phải có những thiết kế những cái khực này để là tính kỹ thuật để đáp ứng những cái tiếng, như ví dụ tiếng bôi âm này nó phải nằm đúng cái trọng điểm của cái sợi cái phím đàn. Đấy, cái đấy là do các nhà khoa học, các nhà làm đàn người ta sẽ tính toán cái vấn đề này rồi. Thì mình phân tích cho các bạn hiểu rằng là cái đàn acoustic phải là ngựa phải xiên như này, mà trên này phải có những cái khực như này, và cái xu hướng ngựa nó sẽ cong cong một tí để cho tỷ lệ với cái độ cong của phím bên này. Còn đối với classic thì là ngựa thẳng tắp, và ngựa bên này nó cũng thẳng như này. Đây là đặc điểm mà các bạn cần phải chú ý. Đây, acoustic quạt rất là dễ. Đó. Rồi, đàn acoustic còn cô dùng có thể dùng để lead, ví dụ như này gọi là lead. Đấy là đặc chức năng của một cái đàn acoustic. Thì các bạn khi mà các bạn mua đàn, các bạn nên căn cứ vào nhu cầu, mục đích, sở thích của mình để lựa chọn một cái đàn cho phù hợp. Khác với classic thì, và đặc biệt là đàn acoustic này, không có cái đánh ép như này, đánh ép ngón này. Đấy. Đánh ép ngón này rất là phức tạp. Còn đối với classic thì đánh ép ngón này nó dễ. Đấy là một đặc điểm nữa là bạn có thể phân biệt được acoustic và classic.